Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Giò heo hầm sâm, gói bò củ kiệu, tôm sú rang muối. Và em cảm nhận được nó ở bên ngoài anh béo nhẹ nhẹ nè, nó có một cái vị cay nhẹ, một cái vị mặn vừa phải. Ngày làm việc của mình mệt mỏi á, khi mà ăn món này vô giống như cảm giác như là bao nhiêu cái năng lượng giúp cho mình khỏe mạnh hơn rất là nhiều. À, tao nói cái món này nha, mà đây là cái gì là xuất sắc. Đón xem Món Ngon Cuối Tuần vào lúc 11:50 các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.